Chiều mùng 1 tháng 12, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 60 kg pháo hoa nổ cất giấu trong thùng tự chế trên xe tải. Theo đó, lúc 18 giờ 15 phút ngày 30 tháng 11, tại km 83, quốc lộ 8A, đoạn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, lực lượng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện đối tượng Võ Trọng Dũng, sinh năm 1990, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, điều khiển ô tô đầu kéo theo rơ móc, có hành vi cất giấu 48 hộp pháo hoa nổ trọng lượng 60 kg trong thùng tự chế trên xe. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Võ Trọng Dũng khai nhận đã mua số pháo hoa nổ ở chợ Lắc Sao, Lào với giá 10 triệu đồng để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.